Xin kính chào tất cả các chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố. Hải rất vui khi gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Và hôm nay Hải xin phép được cập nhật những hình ảnh mới về quá trình trùng tu và xây dựng Hồ Con Rùa tính đến ngày 28 tháng 8 2022. Hôm nay và hiện tại Hải đang có mặt tại công trường quốc tế giao nhau với đường Võ Văn Tần để có thể Hải cập nhật cho tất cả mọi người cùng xem ở quá trình xây dựng ở đây nha. Thì ở phía trước của mọi người có thể thấy là công trường quốc tế đã bắt rất nhiều cái đá ở khu vực này, và phía bên đây thì đã được trồng cây, trồng cỏ và trồng hoa ở khu vực này. Tất cả chú anh chị quý vị, và khu vực này là khu vực tập kết để mình trồng rải cây để trồng quanh Hồ Con Rùa để chuẩn bị chào đón ngày 2 tháng 9. Phía bên dưới này thì là đường Butter, giữa đường giao nhau đường Võ Văn Tần và đường Butter, và khu vực này thì mọi người có thể thấy là trồng cây cũng gần như là xong được khoảng 80-90% khu vực này. Và phía bên dưới kia thì đang tiến hành lát đá ở phía bên dưới nốt từ đường Võ Văn Tần giao nhau với đường Butter. Để mời tất cả các chú chị mình cũng đi tiếp ạ. Trước mặt của chú chị là công ty điện lực Sài Gòn nhé. Mình sẽ đi từ đường Võ Văn Tần ra, sau đấy đi công trường quốc tế và vòng ra một ít đường Phạm Thạch, sau đấy qua đường Trần Cao Vân, và đấy, sau đấy là sẽ quay về vị trí bắt đầu xuất phát. Và xin phép được dừng video tại đây. Để mọi người có thể nhìn thấy được khu vực này thì bày rất nhiều cái đá. Đá loại này là đá hoa cương các mọi người. Đá này bày rất bóng. Ngồi đấy càng lâu thì càng bóng. Khu vực này thì thấy có thể trồng cỏ ở đây rồi. Cỏ và cây cối ở đây. Nhưng mà mới vừa có đây mà thấy mọi người thấy xả rác. Dân là xả rác ở đây rất là nhiều. Mới có mấy hôm rồi. Cái đá này chắc mới được hơn một tuần nữa mọi người. Thì tối các bạn trẻ ngồi từ đây đã để xả rác đây rồi. Thì ở đây có quán cà phê rất là đông khách cho mọi người. Không biết là ngày cuối tuần hay ngày đầu tuần đâu. Khách ghé tới đây rất là đông. Thì khu vực này thì đã hoàn thành được 80% rồi. Thì mọi người có thể thấy rất là đẹp ở đây rồi. Ở phía bên này thì đang tiến hành thì mọi người thấy cái máy tạo lỗ để trồng cây ở đây. Mình có bạn nó chưa? Đây mọi người, đây là cái lỗ để mình tiến hành trồng cây ở khu vực này mọi người. Nhưng mà sao trồng rất là nhanh. Phía bên này đang tiến hành trồng cây đi. Phía bên đường Phạm Hồng Thạch. Cụ thể là số 8 Phạm Thạch nha mọi người. Thì khu vực này cũng tiến hành có rất nhiều cái đá ở khu vực này. Thì ở phía bên trên đây thì cổng đây thì họ đang tiến hành lát lại cho tất cả chú anh chị. Bởi vì hôm trước nó hơi thấp so với mặt tiền chung thì hôm nay đã tiến hành lát lại khu vực này. Thì mời tất cả chú chị mình đi tiếp vào đến công trình quốc tế, và sau đấy mình sẽ ra đến đường Trần Cao Vân nha.
Ở đây thì có cái, đây mọi người, đây có khách sạn nó rất là lớn. Đây có câu lạc bộ xe rất là đẹp luôn mọi người, xe toàn xe đắt tiền không. Đây có hai con hạc lây, ba con hạc lây luôn. Một con xe này bằng căn chung cư di động mà. Đây mọi người, nguyên câu lạc bộ chơi hạc lây luôn, còn người có tiền. À, xin phép được đi vào đường Trần Cao Vân nha mọi người. Vì đường Trần Cao Vân thì cũng đang tiến hành sửa chữa và lát ở khu vực này. Cái chỗ này thì chắc mới tiến hành đổ đất để chuẩn bị trồng cây ở đây. Thì đường Trần Cao Vân này mọi người đi thẳng cái này là hướng về quận 1 nha. Qua đường 2 Bà Trưng là sang đến quận 1. Gốc cây này mới tiến hành trồng cỏ mọi người, mới là được trồng cỏ mấy hôm nay rồi. Mọi người có thể thấy là thợ đang tiến hành lát này đá, mà đá này đá hoa cương lát rất là khó mọi người, cái bán nhỏ. Sang đây cái quán cà phê này mọi người xíu này rất đông khách luôn, rất chi là nhiều đông khách, cô chú anh chị mình ghé vào đây vào buổi sáng và tối nữa còn đông, bây giờ tối mình trải dài hết cả cái số 43 luôn đấy mọi người. Thì mà thấy bên đường thợ đang tiến hành mài đá lại. Thì hứa hẹn là mùng 29 này thì khu vực này rất là đẹp. Và mùng 29 này một số công trình lớn của Hồ Chí Minh cũng đã gần như là hoàn tất khoảng 89% mọi người. Khu vực này mọi người có thể thấy đây là trồng cây, bên thì hoa, bên thì cây, bên thì cỏ, nhìn rất là đẹp ở đây. Hải đang có mặt tại công ty Hai Bà Lai 26 Trần Cao Vân nha mọi người. Thì khu vực này đang tiến hành cái cỏ ở đây và trồng, mới trồng một cái sao đen này đấy sao. Và phía trước mọi người đây là hai chú đang tiến hành lắp đá ở đây. Hướng bên này thì mọi người cũng thấy có là ba cái ghế đá làm khu vực này, mà dùng loại đá này rất là hay cho mọi người, mình để càng lâu càng bóng và càng đẹp luôn nữa. Và ở còn phía bên kia thì đã có một số chú anh chị đang chụp hình kỷ niệm ngày ra trường của trường Đại học Kinh tế mọi người. Thường thường thì những ngày người ta kỷ niệm về
ra trường, trường đại học kinh tế hay ra đây chụp hình đấy, rất là đông. Thì tiếp tới đấy là Hải xin phép được vào đường Phạm Thạch nha mọi người. Phạm Thạch ra đến đầu đường Phạm Thạch ra nhớ được Nguyễn Đình Chiếu thì Hải sẽ quay lại. Thì công trình vẫn đang thi công nên nhìn mọi người nhìn thấy nó hơi bừa bộn một xíu thôi. Nhưng đến 1/2/9 này thì mọi người sẽ thấy được thay đổi khác biệt của hồ Cô Rùa này đấy. Thì khu vực này đang tiến hành khẩn trương lát đá ở đây. Mọi người chạy, nếu mà chạy thắng được không phải thêm mình sẽ ra đến đường gọi 6 nhá. Nếu mà xuống được ở đây trước mặt mọi người đây là đường giao nhau, đường Phạm Thạch và đường Nguyễn Đình Chiếu ạ. Ở bên đây có cái quán KFC rất là lớn và trước mặt mọi người là số 22 Phạm Thạch, và khách sạn này là 5 sao luôn mọi người. Ở góc đường này thì có cái ngân hàng BB Combank cũng lớn ở đây, 12 lầu. Thì mọi người mà bước vào đường Phạm Thạch thì thấy là cảm giác nó rất là mát và dễ chịu luôn đó. Hôm nay đi ra trường học, nhiều bạn học sinh ra trường á nên gây cái hiện tượng tắc đường đây thôi, chứ còn ngày thường rất chi là thông thoáng rồi đấy ạ. Dưới chỗ đường Nguyễn Đình Chiếu xíu mọi người, đây cái cổng 59 Nguyễn Đình Chiếu. Thì khu vực này thì đang tiến hành nhận bằng tốt nghiệp cũng như là đang chụp hình ở khu vực này để mua hoa và cũng tới hồ Cô Rùa chụp hình nhé. Khu vực này mọi người có thể thấy là rất là đẹp ở đây luôn, trồng cây sống tốt rồi. Đây có cái chỗ bán hoa này mọi người, nếu mà anh chị tốt nghiệp xong ra đây mua hoa sẽ tới hồ Cô Rùa chụp hình để làm đồ kỷ niệm luôn. Qua lại với thông trường quốc tế nha mọi người. Thông trường quốc tế quanh khu vực này để có hải thì có mấy điểm nó đẹp, quay mọi người cùng xem. Đây ở góc này mọi người có thể thấy bây giờ là rất là tiện cho mấy cô bán nước luôn, có cái bàn ngồi uống nước.
Và video các bạn những hình ảnh mới nhất của hồ con rùa ngày 28 tháng 8 2022 của anh xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các chú anh chị mình đã đón xem đến cuối video. Và cũng như thường lệ, mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xem một like, đăng ký kênh và cũng để lại bình luận phía bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo.